Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay shop phụ kiện Samsung sẽ hướng dẫn các bạn thay màn hình Samsung Galaxy S20 Note 9 hãng ngay tại nhà, cực đơn giản. Đầu tiên chúng ta hãy tắt nguồn hoặc không tắt cũng được, tùy tâm các bạn thôi. Tiếp đến chúng ta hãy lấy miếng thép mỏng hoặc mảnh bìa cứng độ mỏng vừa phải để rạch lớp keo dưới nắp lưng Samsung Galaxy S20 lớp ra nhé các bạn. Tiếp đến hãy lấy dụng cụ tháo ốc vít chuyên dụng để tháo hết các ốc vít ở phần lưng chiếc điện thoại Galaxy S20 lớp từng chút một. Ok, giờ chúng ta cẩn thận tháo từng phụ kiện và các mạch kết nối phía đằng sau điện thoại Samsung Galaxy S20 lớp ra, các bạn hãy nhớ là cẩn thận nha, không lại mất công giả quán sửa lần nữa. Như các bạn đang thấy ở đây, đó chính là mạch chân sạc của Samsung Galaxy S20 Note nhé các bạn. Mọi lỗi lầm không sạc được hay cắm tai nghe vào mà không nghe thấy gì là do em này hết. Như các bạn đang thấy ở đây, đó là hậu quả của việc các bạn quên không tháo hay SIM ra đấy, và nó đang được shop phụ kiện Samsung chứng minh mô phỏng lại. Phần tháo thay pin Samsung S20 Note mình xin phép được thua nhanh vì nó mất khá nhiều thời lượng. Shop hẹn trình bày với các bạn trong video khác nhé. Sau khi tháo hết các phụ kiện ra rồi thì công việc của chúng ta rất đơn giản là thay lại phụ kiện đã tháo vào khung màn hình S20 Plus mới thôi là xong. Shop chúc các bạn vui vẻ với những hành động vừa rồi của chúng ta. Đến đoạn này các bạn có thể tua nhanh để bỏ qua hoặc ngồi thưởng thức đôi bàn tay của anh thợ sửa điện thoại may mắn nhưng vẫn FA ở bên shop. Ồ, các bạn vẫn đang xem à? Đây là cách mà chúng ta sẽ kiểm tra thử độ nhạy của màn hình mới thay của Samsung Galaxy S20 Plus.
Rồi luôn giờ chúng ta lại lắp lại các update từng chút một thêm lần nữa. Hề. Các bạn đừng quên share like và subscribe kênh của phụ kiện Samsung để cập nhật thêm nhiều sản phẩm và ứng dụng hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.